Thế vào nhà một chị dân tộc, chị là dân tộc gì chị nhỉ? Dân tộc Mông. Dân tộc Mông. Có bếp củi này, nhà này. Xin giới thiệu, đây là nồi cơm. Đây là ấm nước. Cháu bé này, trung trực này. Và đây là quan tưởng. Có khi chúng ta chưa có hiểu. Khói ra. Xin hỏi anh cho em cảm nghĩ thế nào khi anh đi xuống các cát vào trời mưa vào buổi tối như thế này ạ? Tuy thì đường thì khó khăn bởi vì xuống là nó dốc, nhưng mà chắc là đi xuống thì vẫn dễ hơn là đi lên, mà lên thì nó sẽ mỏi chân hơn. Còn xuống đây gặp mưa, cũng may là có gia đình nhà chị người Mông ở đây cho tá túc nhờ, ngồi cạnh bếp lửa rất là ấm. Nhà rất đơn sơ và mộc mạc thôi, nhưng mà chan chứa tình cảm. Vâng, anh áo kẻ, anh cho em phát anh phát biểu cảm nghĩ, và anh đừng nhê răng. Ô, có điện. Thế là em tưởng chị bên chị không có điện. Anh cho em phát biểu cảm nghĩ khi anh xuống các cát này. Đợt trước thì anh đi với bạn gái thì nó khác, trời nắng tạnh, nhưng mà hôm nay thì trời mưa. Anh cho phát biểu cảm nghĩ như thế nào? Thì hôm nay trời mưa thì là thì thấy là nó ướt hơn là cái hôm trời tạnh. Anh trả lời chuối đấy, mưa là có nước. Chúng ta đi đến đây thì cũng là gần đến cái đích suối mơ. Dưới đây là thác, đây là thác gì chị nhỉ? Suối mơ đúng không? Suối. Đây gọi là con suối này tên là gì chị nhỉ? À, tiếng đấy là tiếng Mông. Dịch ra tiếng Kinh nó là gì hả chị ạ? Chị không biết tiếng Kinh mà chị đang nói tiếng Kinh đâu. Chị ấy thuê cái điện về thằng bản. Thằng nào chị nói tiếng nào em hiểu tiếng đấy. Suốt từ nãy giờ giao dịch toàn bằng tiếng Kinh. Chị cho em hỏi điện về bản mình lâu chưa chị? Không biết. Ở đây thì em thấy có cái món thịt mà cứ để trên bếp này nó khói nó chín, hay là thịt gì chị nhỉ? Không có. Đấy là với ý nhà đi săn này, lên rừng này thì mới có. Chị cho em hỏi trưởng bản đây đâu ạ? Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? 27. 27 à? 27 là sinh năm bao nhiêu? Không biết. Không biết đó, phụ đi học không biết, sinh năm anh đang. Đây. Làm sao chị tính tuổi? Tính tuổi như 27 về năm nay rồi. Nhưng làm 7 sao sinh năm 89 à? Rất hay, người ta 27 sinh năm 88. À, phải công kìa. Người Mông đi làm hay không, đi học không biết. Sinh năm 87. Chị thì nói là sinh 27 tuổi, nhưng mà người ta tính thì cách tính ở đây tính bằng không biết. Anh chuối quá. Làm... Khói quá. Chị đang chế biến món gì đấy ạ? Cơm nè. À, cơm. Gạo, ở đây có cái gạo nếp đỏ đỏ, nếp gạo lương. Người ta hay bán xôi ở chỗ ngoài chợ chợ tình ấy, là gọi gọi gạo nếp nương hả chị? Chợ tình hay không đi chợ tình không biết đâu. À, cứ suốt ngày ở nhà thôi à? Thế một ngày, à trên hỏi thế em hỏi chồng chị làm gì bây giờ chưa về? Chồng đi nhà, chị kê chồng tí nó về. Tí nó về á? Đây là xin báo cáo với anh Thắng là con gái gọi là thằng anh ạ. À, vậy cũng giống như tiếng Anh tất cả đều chứ. À, đúng rồi. Rất hay. Anh có ý kiến thêm gì về cuộc đi của chúng ta hôm nay không ạ? Nói chung là thật sự nếu được ngồi ấm như này, nhưng trên cái quãng đường đi thì nghĩ cũng hơi điên. Bởi vì nhưng mà nghĩ rồi, nhiều khi em nghĩ không điên đâu mà dồ. Nhiều khi thanh niên chúng mình phải có những khoảnh khắc là điên. Điên điên dại dại tí. Nhưng mà nó thế nó tạo cho cái cuộc sống nó thêm thi vị, chứ nó cứ hiền hòa, nó cái gì nó cũng trôi êm đềm như thế này. Vâng, xin cảm ơn anh, chuyển sang anh, anh cho em xin thầy cô phát biểu. Ấm chẳng muốn về. Alo. Nói chung là
như anh Thắng phát biểu thì cuộc sống nó phải có những đấy gọi là thi vị đấy, cái bậc thang như ở cái lên như ở ruộng bậc thang đấy ạ, miền núi Sapa này, nhưng mà lên núi thì nó không không như là ở dưới đồng bằng rồi.